Chính phủ vừa ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Theo đó, sẽ tăng mức phạt nếu sử dụng thuốc cấm trong cây trồng. Mức phạt tiền tối đa có thể lên tới 50 triệu đồng với cá nhân tổ chức và đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Theo đó, từ ngày 25 tháng 6, hành vi sử dụng thuốc cấm đối với cây trồng sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Mức phạt hiện hành chỉ từ 1 đến 3 triệu đồng. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng hướng dẫn sử dụng, sau khi sử dụng không thu gom cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đã gây ra. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Về việc nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu thuốc thành phẩm có thời hạn sử dụng dưới 2/3 hạn sử dụng được ghi trên nhãn thuốc kể từ ngày thuốc đến Việt Nam.